Kính chào quý vị và các bạn, Nga Vũ rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình bình luận quốc tế trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Thưa quý vị, có vẻ như việc Nga và Bắc Triều Tiên lập một liên minh quân sự mới đang làm nhiều người khó chịu. Đang chú ý là Trung Quốc, với việc nước này thậm chí còn coi đây giống như một NATO chống Trung Quốc ở châu Á. Chương trình bình luận quốc tế ngày hôm nay với chủ đề Liên minh quân sự Moscow Bình Nhưỡng, điều mà Bắc Kinh không thích, một bài phân tích của tác giả nhà báo Lập Nguyễn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo báo Le Monde số ra ngày 18 tháng 6, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm Triều Tiên và việc hai bên ký kết thỏa thuận quan hệ đối tác chiến lược. Đang chú ý trong đó có một điều khoản phòng thủ chung. Theo đó, hai bên đồng ý hỗ trợ nhau đẩy lùi một cuộc xâm lấn từ bên ngoài dường như đang làm cho Bắc Kinh cảm thấy không thoải mái. Việc Moscow và Bình Nhưỡng thể hiện sự gần gũi chiến lược này thậm chí còn bị coi là con dao hai lưỡi đối với Bắc Kinh. Tổng thống Putin có vẻ hiểu được điều này, nên ông đã không tới thăm Bình Nhưỡng ngay sau chuyến thăm Bắc Kinh vào giữa tháng 5 vừa qua. Mà phải đợi đến hơn một tháng sau, ông mới tiến hành chuyến thăm Triều Tiên trước khi bay đến Việt Nam. Bắc Kinh chắc chắn cảm thấy thoải mái hơn với lịch trình này, vì nó tránh gợi lên hình ảnh về một sự liên kết giữa ba kẻ thù của phương Tây hay trục chung Nga Triều. Có vẻ như Bắc Kinh có một tâm trạng hỗn lộn khi chứng kiến mối quan hệ gần gũi Nga Triều từ góc nhìn của cuộc chiến Ukraine rõ ràng Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Kim Trương Ưn đã tìm thấy những lợi ích chung giữa hai nước. Một bên đang rất cần đến kho đạn dược khổng lồ của bên kia để tiếp tục cuộc chiến. Trong khi một bên đang muốn giảm tình trạng cô lập và nhận được thêm viện trợ lương thực nhằm giúp ổn định tình hình kinh tế trong nước sau khoảng thời gian hết sức khó khăn liên quan đến COVID-19. Chưa kể có mong muốn nhận được những công nghệ mới trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo hoặc vệ tinh. Đặc biệt, nhà lãnh đạo Triều Tiên có nhận thấy một lợi ích quan trọng khác ở đây. Đa dạng hóa mối quan hệ của mình trong bối cảnh Bình Nhưỡng quốc gia luôn ám ảnh về quyền độc lập tự chủ được thể hiện qua học thuyết chủ thể hay du chê quan niệm độc lập và tinh thần tự chủ từ lâu vẫn lo ngại về việc nước này đang quá phụ thuộc vào trung quốc việc nga và triều tiên xích lại gần nhau đặc biệt trong lĩnh vực quân sự được coi giống như con dao hai lưỡi đối với bắc kinh một mặt nó giúp giảm bớt gánh nặng của trung quốc trong việc phải đứng ra che chở cho triều tiên điều vẫn gây ra những chỉ trích trên trường quốc tế cũng như phải cung cấp đầy đủ hàng hóa và lương thực nhằm đảm bảo sự tồn tại của nước này Trung Quốc cho rằng việc duy trì Triều Tiên như một vùng đệm là nằm trong lợi ích của mình, do các căn cứ lớn của Mỹ ở Hàn Quốc chỉ cách lãnh thổ của Trung Quốc chưa đầy 400 km. Nhưng cái giá mà Trung Quốc phải trả cho điều này là nước này đã trở thành một chiếc ô bảo vệ cho những cuộc thử nghiệm hạt nhân và các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, mặc dù chính Bắc Kinh đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích hành động này. Bình Nhưỡng đã làm cho người hàng xóm khổng lồ của mình khó chịu khi chỉ khăng khăng làm theo ý mình, không chịu đưa ra cam kết nào, cũng không làm theo lời khuyên của Bắc Kinh trong việc áp dụng những cải cách đã giúp Trung Quốc phát triển. Việc bình những gia tăng số lượng các vụ phóng tên lửa trong những năm gần đây có vẻ đã thuyết phục ban lãnh đạo Bắc Kinh rằng, Triều Tiên, quốc gia duy nhất mà Trung Quốc có thỏa thuận phòng thủ chung, đã trở thành một gánh nặng không mong muốn. Năm 2021, Trung Quốc và Triều Tiên đã gia hạn hiệp ước phòng thủ chung được hai nước ký kết sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Tuy nhiên vào năm 2017, một bài xã luận trên tờ Thời báo Hoàn cầu đã nói rõ rằng Bắc Kinh sẽ chỉ giúp Bình Nhưỡng nếu nước này bị tấn công, chứ không phải giúp Bình Nhưỡng tiến hành xâm lược nước khác. Có vẻ Bắc Kinh đang ở tình thế khó xử. Trung Quốc là nước ủng hộ Triều Tiên mạnh mẽ nhất, nhưng nước này đồng thời cũng có một mối quan hệ không hề dễ chịu mấy với Triều Tiên, xuất phát từ thái độ nghi ngờ từ cả hai phía. Ông Tập Cận Bình, thậm chí đã từng không gặp ông Kim Jong Un cho đến khi ông Donald Trump quyết định gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên. Theo quan điểm của Trung Quốc, mối quan hệ chặt chẽ giữa Nga và Triều Tiên là yếu tố gây lo ngại đối với Washington và đây là điều đáng hoan nghênh đối với Bắc Kinh. Nhưng Trung Quốc cũng cảnh giác với việc Moscow làm giảm ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng qua việc đề nghị được giúp đỡ Triều Tiên như một sự lựa chọn thay thế. Sự hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Triều Tiên với Nga đã làm suy yếu ảnh hưởng địa chính trị gần như độc quyền lâu nay của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng. Bắc Kinh cũng có thể lo ngại rằng trục Nga-Triều có thể đẩy Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc xích lại gần nhau hơn và điều này giúp tăng cường mạnh mẽ sự hiện diện quân sự của Mỹ gần với lãnh thổ Trung Quốc. Bất chấp tâm trạng mệt mỏi này đối với đồng minh của mình, Bắc Kinh hiện dường như đang quan tâm trở lại với Triều Tiên vào thời điểm sức mạnh của Trung Quốc ngày càng được khẳng định. Và việc nước này lo ngại về sự phối hợp ngày càng tăng giữa Washington và các đồng minh trong khu vực như Nhật Bản và Hàn Quốc, thường được Trung Quốc mô tả là NATO chống Trung Quốc ở châu Á. Bắc Kinh dường như đang quan tâm trở lại với sự hữu dụng của Triều Tiên như vùng đệm quan trọng. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi Bình Nhưỡng phải có được phương tiện và sức mạnh để tự vệ và tồn tại. Việc Moscow nhảy vào hỗ trợ cho Triều Tiên sẽ giúp làm giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Bình Nhưỡng, một điều mà Trung Quốc mong muốn từ lâu, do nó sẽ giúp Bắc Kinh không phải chịu trách nhiệm với các hành vi vi phạm trật tự quốc tế của Bình Nhưỡng nữa. Một điều quan trọng đối với Trung Quốc là với tư cách là cường quốc thương mại hàng đầu thế giới, nước này cũng phải tập trung chăm lo cho hình ảnh và uy tín của mình trên trường quốc tế. Tuy vậy, Bắc Kinh cũng nhận thấy khả năng gây ảnh hưởng của mình đối với Bình Nhưỡng đang giảm sút. Trung Quốc, quốc gia luôn chủ trương duy trì sự ổn định, là cái giúp họ phát triển thịnh vượng, đã tỏ ra rất nghi ngờ về cách hành xử thất thường và không thể kiểm soát của Triều Tiên. Việc Nga vào hùa với Triều Tiên có thể còn làm cho tình hình trở nên xấu hơn nữa, có nguy cơ khiến Triều Tiên mất khả năng kiểm soát, đặc biệt vào thời điểm khi Trump, một nhân vật khó đoán khác, có khả năng trở lại nắm quyền ở Washington. Theo đánh giá của Trung Quốc, cuộc chiến mà Nga tiến hành ở Ukraine nếu nhận được sự hỗ trợ về vũ khí đạn dược của Triều Tiên có thể gây phương hại cho kế hoạch quân sự của phương Tây, và điều này hoàn toàn phù hợp với lợi ích của Trung Quốc. Cuộc chiến Ukraine còn giúp Trung Quốc thử nghiệm cách thức né tránh hệ thống tài chính do Washington thống trị. Điều mà Bắc Kinh có thể một ngày nào đó sẽ phải cần đến trong trường hợp xảy ra chiến tranh Đài Loan. Nó còn giúp chuẩn bị cho Trung Quốc đối phó với một cuộc xung đột tiềm tàng trong tương lai với phương Tây. Tuy nhiên, việc Nga sẽ hỗ trợ Triều Tiên đến mức nào trong việc phát triển chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng theo những cách thức mà thế giới bên ngoài vẫn chưa biết, hiện là câu hỏi còn bò ngò. Một chuyên gia chính trị về các chương trình hạt nhân tại trung tâm Carnegie bị Trung Quốc nhận định, các Triều Tiên sử dụng sức mạnh được nhân lên này không nằm trong vòng kiểm soát của Trung Quốc và điều này tạo ra sự bất ổn đáng kể cho Bắc Kinh. Đối với Bắc Kinh, điều này có cả mặt tốt và mặt xấu. Còn nhớ vào tháng 3 năm 2023, tờ Rodon Simun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên, đã đăng một bức ảnh chụp ông Kim Trương Ưn đứng giữa các quan chức cấp cao, tay đặt lên những quả bom tròn có kích thước bằng những chiếc thùng nhỏ, được sơn màu xanh và đỏ. Theo tờ báo, đây là những đầu đạn hạt nhân chiến thuật có thể gắn trên những tên lửa tầm ngắn, có khả năng tấn công từ ngay bên kia khu phi quân sự tại Hàn Quốc và gây ra những thiệt hại trong khả năng kiểm soát. Nếu đúng như tuyên bố này, thì đây là những vũ khí có thể được triển khai như tiền tuyến chứ không chỉ để gian đe. Tuyên bố này rất giống với lập trường của Nga. Nước đã nhiều lần đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong hơn 2 năm chiến tranh ở Ukraine. Điều này khác xa với học thuyết của Trung Quốc. Theo đó, Bắc Kinh bác bỏ học thuyết tấn công phủ đầu và chỉ chủ trương sử dụng vũ khí hạt nhân hoàn toàn nhằm mục đích gian đe. Đây là một điểm đáng lo ngại mà Bắc Kinh đã nhiều lần nêu ra với ông Putin kể từ khi cuộc chiến nổ ra ở Ukraine. Nhưng có vẻ như nhà lãnh đạo Nga không hề quan tâm. Đến đây, chuyên mục bình luận quốc tế của chúng tôi với chủ đề Liên minh quân sự Moscow Bình Nhưỡng, điều mà Bắc Kinh không thích, xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn like để lại bình luận, cũng như đăng ký kênh Thế giới Nhiêng để nhận thông báo khi có những nội dung mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.